chứa những kiểu lãnh cảm cái gì đấy, khô hạn đấy, nước giếng khô hạn thì thế này 200 lần, thứ hai là uất thế này, về dạy vợ làm thế là hiệu quả ngay. Nước về nhiều hơn. Úi giời. Ngập lụt luôn. Đấy, nước về Bắc Hưng Hải. Đơn giản vậy thôi. Bắc đê không nổi à? Vứt đê. Nước về Bắc Hưng Hải. Riêng cái đường đá cái là hiệu quả. Đường thuốc ngay. Hay là mình cũng vạch xấu vùng màn chiếu như nào để ý trước khi đi ngủ thì cũng vạch xấu vùng màn chiếu. Sau đó là làm cái này và dậy như mình luôn. Này. Thế là đi ngủ là úi giời ơi. Chết rồi.